Vâng, video ngày hôm nay Phạm Vinh sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc tẩy cái mật ong mà người ta có pha đường nha. Ở đây thì các bạn nhìn thấy không, cái ly chính là mật ong nuôi người ta có pha đường, còn cái lọ thì tinh là mật ong rừng nguyên chất, không có pha đường tạp chất vào nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi video nha. Bây giờ thì Phạm Vinh sẽ tiến hành pha mật ong nuôi có pha đường vào cái lọ thủy tinh là mật ong nguyên chất. Các bạn hãy chú ý thật kỹ vào video nhé. Bây giờ Phạm Vinh đặt ở đây, chúng ta sẽ chờ thời gian là 3 ngày. Các bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu sẽ xảy ra đối với cái lọ mật ong này nha cả nhà. Và sau 3 ngày, các bạn hãy nhìn thật kỹ lên màn hình nha cả nhà. Ở đây các bạn hãy chú ý phần đáy lọ thủy tinh. Các bạn nhìn không rõ, Phạm Vinh sẽ soi ánh sáng vào để các bạn nhìn rõ hơn ạ. Các bạn nhìn ở phần đáy của lọ thủy tinh, nó có màu đục hơn đúng không các bạn? Thì điều này chứng tỏ là mật ong người ta có pha lượng đường, cho nên đường nó sẽ nặng, nó chìm xuống phần đáy này các bạn. Còn phần trên ánh sáng chính là phần giao thoa giữa mật ong rừng và mật ong pha lượng đường. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Cái phần trên chính là cái mật ong rừng nguyên chất. Các bạn thấy không, lượng đường rất là đều, màu rất là sáng trong các bạn. Còn ở dưới đáy là cái lượng đường nó nặng, người ta pha vào ạ, nó sẽ chìm xuống đáy nha cả nhà. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Farm Vinh Channel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau ạ.